đây à. Ui nhiều. Ui dồi ôi, to. Ui ôi. Ba tâm cái tường tầm xét. Trời nặng thế nhỉ. Tệ đã gặt cấy hết xong rồi. Không. Mày anh em tôi câu ít cá giết cá nheo cho. Tính gia truyền. Đánh cho cái lỗ. Rồi, cục rồi. Buôn hai vào đấy, được. Phải kiếm chỗ gốc cây mát vậy. Chỗ này được nhưng mà sợ nó ấy thôi, nó vướng rồi. Tha kìa, chết rồi. Ui dồi. Cần thủ để con nheo. Con nheo đầu tiên. Vàng ươm. Cần cứng thế, mạnh phát lên bờ. Chết rồi. Chết. Ây da, thường mắc rồi. Đặt bẫy rồi nè. Động hết ổ. Nên là ra đây. Ôi sợ. Quá thế. Nhiều. Mặt lung tung. Động hết ổ. Ngửi bè thế. Rồi. Không. Tưởng là ai mắc à? Mắc không sai được. Ôi trời ơi, thả ghê. Cứ tưởng nhau to, lội như thật. Mấy hôm nay thì thời tiết ở ngoài trời lúc nào cũng trên dưới 30 độ. Thì bác đi câu chúng ta cũng nên bôi một ít kem chống nắng mặt, thứ nhất là để bảo vệ cho chúng ta, thứ hai là nếu mà chúng ta đi không kem chống nắng thì khi mà đi câu nhiều thì ta sẽ rất là đen thui, khi đó thì vợ về sẽ không thích.
ông hai bà vợ là thích một người chồng về nhìn đen như cục than cả. Mà đen quá như thế thì vợ chúng ta sẽ không dùng ta đi câu. Ở lưỡi hồi lại chỉ lên tí. Đấy. Giếc to phết này. Giếc dài thế nhỉ? Giếc dài như con chép này. Kia con này gần ngoài muốn nhảy đấy, nhẹ thế kia cân ngoài rồi nhiều. Ui rồi ôi. Đây ai cất tiền cần rồi đây. Thánh cá nhèo. Thế này thì giật kiểu dề. À thế. Kìa kìa, cân chạy. Ôi dồi ôi, thả mất vào. Ô kìa. Anh ơi. Ôi trời ơi, vướng quá đấy. Thích bảy vượt xong u thôi giời ơi mất rồi. Chết xong giết chết chép à chép. Hàng quá cầu ạ. Bật phao rồi. Hay à. Nghèo. Ui giời. Dạ, bật gần cây hôm nay làm sao ấy nhỉ. Ui nhau. Ui dồi ôi, to. Ui dồi ôi. Ba tăm cái tường này, cầm chép. Ngay lại cần kia. Quá ngăn kìa, chìm rồi, chết rồi, chết rồi, nhau. Ui giời ơi. Thế rồi xịt. Thế xịt. Chào cậu. Ấy à, gì đấy? Nhau. Ấy à. Ôi giời, trận luống này ngày hôm nay chuyên nhiều. Gần đạt chỉ tiêu rồi.
10 con là đi về. 10 con là đĩa to rồi đấy. Ui sợ. Ăn rồi đi được cá. Được cá. Mấy ký. Rồi kìa, mất sao rồi. Ui dồi, con này to ấy. Ui dồi, ui dồi. Một phút lên hai con. Một lên hai nhảy. Hạc thế nhỉ. Ui dồi ơi. Phí quá. Của anh Bình. Gì đấy? Ui giời ơi, tôi xong rồi. Mãi không thấy gì đấy? Chết rồi. Giếc à? Giếc. Có vãi trắng lõm. Trắng thế, ngọc trinh, ngọc trinh. Điếc này rất dài nhé. Đẹp. Đây là cái mồi câu cá nheo mà tôi đã có mấy lần chia sẻ với các bác ấy, thì là mồi dụ là từ cám gạo rang. Khi nó vẫn đang nóng trên chảo thì chúng ta cho ít tiết lợn sống và ít nước bỗng rượu hoặc là mẻ. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thêm một chút vừng rang rất là thơm. Mỗi lần cho ít một. Đây chỗ này tôi cho thêm cả đất rồi ném. Tình hình hôm nay phải gần 40 độ. Giờ phải buộc nước vào đây thả xuống cho nó mát các bạn. Mang nước đi mãi xuống đáy ấy, ở trên mặt nước nó vẫn đấy. Nổi hả? Nó nổi. Nổi á? Nó chỉ có không chìm được. Có để thấy được rồi. Hả? Nước mặt nó cũng nóng lắm. Nó đỡ hơn. Trong này nó mát, nước nó cũng dịu hơn. Nghèo, đây rồi, bỏ thế. Đây rồi. Dù con lại là to nhất nhỉ. Đây phê này. Chạy sao? Vàng ống. Vàng thế. Ôi dồi ôi. Nghèo thì vàng ươm nhỉ. Quẩy đuôi ít thôi. Nhưng màu đẹp nhỉ. Đẹp thế. Ăn chưa? Ừ. Ăn được, ăn được. Rồi xong rồi. Đầy nheo, rồi. Nheo. Đầy rồi. Còn gì đây? Mắt chết à? Rồi. Ui, xin tỏ thế. Tỏ. Ui, 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 còn nheo đấy. Đây rồi. Mấy giờ? Chép à? Chép, chép. Mắc một cần này rồi. Đỡ đuôi. Cái này chắc quá. Sao mà...
Chép. Trắng nõn. Chép to nhất trong ngày. Trời ơi, cho bác xem thành quả hôm nay. Chủ yếu là cá nheo. Ngon đấy nhỉ. Tấm khá phết rồi. Đấy. Toàn nheo nhá. Toàn nheo, mấy con chép, mấy con ấy thả hết đây. Chép con kìa. Đây. Dùng phi kìa, vứt đi hả? Đấy, lấy giếc mình nhèo. Được hơn chục con cá nhèo các bác. Đấy. Được bữa. Cho vào, đổ vào túi. Không khá là phết đấy. Rồi bây giờ anh em tôi đi về dán làm cốc bia cho nó mát. Ôi, xin chào các bác nha, hẹn các bác ở những video tiếp theo. Nếu các bác thấy thích những video của tôi thì hãy bình luận những ý kiến đóng góp, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất nhá. Quá chỉ tiêu một con. Quá chỉ tiêu à? Quá chỉ tiêu. Con chép thì vứt kìa. Cần thủ lên à. Hái trộm xấu nhiều phết nhỉ, ít thôi chua lắm. Giờ anh bên phải à, đây cho các bác xem, đây là món chính là cái này, đĩa này toàn cá nheo sung, toàn nheo đây à, toàn nheo hay quá nhỉ. Nó bỏng mà chú thử cho đi, ngoài toàn chú không anh trả được con nào. Trời ơi, cứ bình tĩnh. Nheo chấm mắm ớt. Ôi, xin mời các bác nhé. Rồi, mời các bác dùng bữa cùng anh em bọn em. Đây, cá nheo ngon quá. Dài ngon. Ương thơm nhỉ, ngon à. Không gì bằng em mình câu nhỉ. Thứ hai là tự nhiên là nó ăn cũng là thịt nó dai, thơm thịt đấy. Này nước là nước sạch, toàn cá nheo quá. Cả giết thì hai tên là học sinh. Nào, mừng món mới đấy nhỉ. Chúc mừng món là anh em cá nheo tự kiếm được. Xin mời các bác nhé, bia rất là mát mà trời nóng.